Sách thứ nhì của Samuel, chương 1. Sau khi Saul thác và David đã thắng dân Amalek trở về rồi, thì ở Siếc-lác 2 ngày. Ngày thứ 3, xảy có một người ở dinh Saul trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi đến trước mặt David, sấp mình xuống đất mà lại. David hỏi người rằng, người ở đâu đến? Thưa rằng, tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói, vậy việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa, dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ bị ngã chết. Saul và Jonathan con trai người cũng đều chết nữa. David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng, làm sao ngươi biết Saul và con trai người đã chết? Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng, tình cờ tôi đi qua núi Gilboa, thấy Saul nương trên cây giáo mình, xe và lính kỵ theo gần kịp người. Người xây lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng, ngươi là ai? Tôi thưa tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp, hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây sẫm nhưng hãy còn sống. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mão triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. David bèn xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy, chúng để tang, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con của một người Amalek. David nói rằng, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn, David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần xông đánh hắn. Người ấy đánh hắn và hắn chết. Bây giờ, David làm bài ai ca này về Saul và Jonathan, con trai Saul, mà truyền dạy cho các con trẻ Giuđa. Ấy là bài ai ca về cung, chép trong sách Kẻ Công Bình. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nổng ngươi. Nhân sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết? Chớ đi tuyên cáo điều đó trong gác, chớ ra truyền sự ấy trong các đường phố Ách-ca-lôn. E các con gái Philistin vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng? Hỡi núi Gilboa, nguyện sương mắt và mưa chẳng sa xuống trên ngươi và chẳng có đồng ruộng sinh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Saul, nó sẽ chẳng hề được sức dầu nữa. Cây cung của Jonathan chẳng hề trở về mà không dính đầy huyết kẻ chết và mỡ của người dõng sĩ. Cây gươm của Saul không hề trở về mà không vinh quang. Khi còn sống, Saul và Jonathan yêu nhau đẹp nhau, lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau. Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi con gái Israel, hãy khóc về Saul, người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xí, trau dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng. Cớ sao người dõng sĩ ngã giữa cơn trận? Nhân sao Jonathan thác trên gò nổng các ngươi? Hỡi Jonathan anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Nhân sao các binh khí họ bị bẻ gãy? Chương 2. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy: tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy đi lên. David tiếp, tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hebron. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Gitreen và Abigail, nguyên là vợ của Naban ở Cạc-mên. David
cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Sao-l. David bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Gala-át mà nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sao-l, chúa các ngươi mà chôn người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối lại cùng các ngươi. Còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Sao-l, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bây giờ Abner, quan tổng binh của Sao-l, bắt Ích-bô-sết, con trai của Sao-l, mà đưa qua Mahanaim, lập người làm vua Gala-át, Asurit, Gitre-en, Ephraim, Benjamin và cả Israel. Khi Ích-bô-sết, con trai của Sao-l, khởi cai trị Israel thì đã được 40 tuổi và người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hebron cai trị trên nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Vả Abner, con trai của Ner, và các tôi tớ của Ích-bô-sết, con trai của Sao-l, ở Mahanaim kéo ra đặng đi đến Gabaon. Joab, con trai của Seruya, và các tôi tớ của David cũng kéo ra. Hai bên gặp nhau tại lối hồ Gabaon, rồi bọn này ngồi ở bên này hồ và bọn khác ngồi ở bên kia. Bây giờ Abner nói cùng Joab rằng: Những kẻ trai trẻ này hãy trỗi dậy và trững giỡn tại trước mặt chúng ta. Joab nói: Chúng nó khá trỗi dậy. Vậy chúng nó trỗi dậy đi tới số bằng nhau, 12 người Benjamin vì Ích-bô-sết con trai Sao-l, và 12 người trong các tôi tớ của David. Mỗi người bèn nắm đầu kẻ cừu địch mình, đâm gươm vào hông, và thảy đều ngã chết cùng nhau. Chỗ đó bèn gọi là Đồng Gươm ở trong Gabaon. Trong ngày đó có một chiến đấu rất dữ. Abner và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Ở đó có ba con trai của Seruya là Joab, Abishai và Asahel. Vả Asahel chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng. Người đuổi theo Abner không xây qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay là về bên tả. Vậy Abner ngó lại sau và hỏi rằng: Có phải ngươi là Asahel chăng? Người đáp: Phải, ấy là ta. Abner nói cùng người rằng: Hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi. Nhưng Asahel không muốn xây khỏi người. Abner lại nói cùng Asahel rằng: Hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt Joab là anh ngươi. Bởi người không khứng lánh đi, Abner bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng thấu đến sau lưng. Asahel té xuống và chết tại chỗ. Hết thảy người nào đến chỗ Asahel ngã xuống chết đều dừng lại tại đó. Joab và Abishai đuổi theo Abner. Khi hai người đến gò Ama đối ngang Gia về hướng đồng vắng Gabaon thì mặt trời đã lặn. Dân Benjamin hiệp lại cùng Abner làm thành một đạo và dừng lại trên chót một gò nổng. Abner bèn la lớn cùng Joab rằng: Vậy lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Joab đáp rằng: Ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng có nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai. Joab truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Israel và không chiến đấu nữa. Abner và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng, sang sông Giô-đanh, trải khắp Bích-rôn, rồi đến Mahanaim. Joab cũng thôi đuổi theo Abner trở về, hiệp hết thảy dân sự. Trong các đầy tớ của David
thì thiếu 19 người và Asa-en. Các tôi tớ của David có đánh chết 360 người trong dân Benjamin và thủ hạ của Abner. Chúng đem Asa-en chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. Đoạn Joab và các thủ hạ người đi trọn đêm rạng đông đến Hebron. Chương 3. Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Trong khi ở tại Hebron, David sinh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon do Ahinoam ở Gitreel. Con thứ nhì là Kileab do Abigail trước làm vợ của Nabal ở Carmel. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Maaka, con gái của Thanh Mai, vua Geshur. Con thứ tư là Adonia, con trai của Hagit. Con thứ năm là Shephatia, con trai của Abitan. Và con thứ sáu là Yitream, do Ecla là vợ David. Đó là những con trai đã sinh cho David trong khi người ở tại Hebron. Trọn trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau, thì Abner binh vị nhà Saul. Và Saul có một vợ lẽ tên là Ritba, con gái của Aya. Ít-bô-sết nói cùng Abner rằng: cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta? Abner lấy làm giận lắm về các lời của Ít-bô-sết mà nói rằng: tôi há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Saul, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, tức là dời nước khỏi nhà Saul qua nhà David và lập ngôi David trên Israel và trên Giu-đa từ Đan cho đến Be-e-sê-ba. Ít-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David đáp: phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Saul đến. David bèn sai sứ giả đến Ít-bô-sết, con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Mi-canh vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. Ít-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Pha-ti-ên, con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: hãy đi trở về nhà ngươi, rồi Pha-ti-ên trở về. Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: đã lâu nay các ông ao ước được David làm vua. Vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David tôi tớ ta, mà ta sẽ giải cứu dân Israel ta khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ. Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin. Đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của cả nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người. Rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ đi theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua là chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với Chúa, và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel, y như lòng Chúa ước ao. Vậy David cho Abner về, và người đi bình yên. Vả đầy tớ của David đi cùng Joab đánh quân thù nghịch trở về, có đem nhiều của giặc. Abner chẳng còn ở cùng David tại Hebron, vì David đã cho người về, và người đi bình an. Vậy Joab cùng cả đạo binh trở về, người có đem tin cho người hay rằng: Abner, con trai Ner, đã đến cùng vua, vua để cho người về và người đi bình yên. Joab bèn đến cùng vua mà hỏi rằng:
vua có làm điều chi? Kìa, Abne đã đến nhà vua, cớ sao đã cho người đi về như vậy? Vua biết Abne, con trai của Nerơ chứ? Người đến chỉ để gạt vua, để rình các đường đi ra đi vào của vua và đặng biết mọi điều vua làm. Đoạn, Joab lui khỏi David, sai những sứ giả theo Abne nối gót mà điệu người từ hồ chứa nước Sira về mà không cho David hay. Khi Abne trở về Hebron, Joab đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người. Ở đó, bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho Asahel, em của Joab. David liền hay bèn nói rằng: Ta và nước ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Abne, con trai Nerơ. Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Joab và trên cả nhà cha người. Nguyện nhà Joab chẳng thiếu người bị bệnh bạch trược, bệnh phung, kẻ bại sụi, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn. Joab và Abishai em người giết Abne là như vậy, bởi vì Abne đã giết Asahel em của hai người sau khi chiến trận tại Gabaon. David nói cùng Joab và cả dân sự theo người rằng: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng và than khóc Abne. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi chúng đã chôn Abne tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Abne. Cả dân sự cũng khóc. Vua làm một bài điếu Abne rằng: Abne há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng. Ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân. Nghe lời này, cả dân sự đều khóc. Đoạn, hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề rằng: Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng nề. Dân sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt lành. Chẳng có điều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt lành. Như vậy, trong ngày đó, dân Israel nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Abne, con trai của Nerơ. Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng: Một quan trưởng, một đại nhân trong Israel đã thác ngày nay, các ngươi há chẳng biết sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu sức dầu lập làm vua, và những kẻ kia là các con trai của Seruya là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này tùy sự ác của nó. Chương 4. Khi con trai của Saul hay rằng Abne đã thác tại Hebron, thì sờn lòng ruổng chí và cả Israel đều bối rối. Vả, con trai của Saul có hai đội trưởng, một người tên là Ba-ana, một người tên là Rê-cáp. Hai người là con trai của Rimmon ở Be-erot về chi phái Benjamin. Vì dân Be-erot kể như người Benjamin, mặc dầu chúng đã chạy trốn nơi Gi-tha-im là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Jonathan, con trai của Saul, có một con trai bại chân. Khi tin Saul và Jonathan thác ở Gi-ra-ên thấu đến, thì nó đã được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đật trốn nó té, nên nổi nó trở nên què. Tên nó là Mephibosheth. Hai con trai của Rimmon ở Be-erot là Rê-cáp và Ba-ana, trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ích-bô-sheth, người đang nằm nghỉ trưa. Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ích-bô-sheth. Đoạn, Rê-cáp và Ba-ana anh người trốn đi. Vậy, hai người đi vào nhà Ích-bô-sheth, trong khi người nằm nghỉ trên giường tại phòng ngủ đánh giết người, đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ích-bô-sheth về Hebron, dâng cho vua David mà rằng: Này là đầu của Ích-bô-sheth, con trai của Saul, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã báo thù Saul và dòng dõi người cho vua là chúa tôi. Nhưng David đáp cùng Rê-cáp và Ba-ana con trai của Rimmon ở Be-erot mà rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng: Ta đã sai bắt kẻ đã đến thuật cho ta hay rằng Saul đã thác, và tư tưởng rằng mình là một sứ giả đem tin lành.
ta đã giết kẻ đó tại Xiết Lát, đặng trả công cho một sự báo tin giường ấy. Phương chi những kẻ hung ác đã giết một người lành nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy, ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao? David bèn truyền lệnh các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay và chân họ rồi treo thây gần bên ao Hebron. Đoạn, chúng lấy đầu của Ít-bô-sết chôn trong mồ Áp-nê tại Hebron. Chương 5. Bây giờ, hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Sao-lơ còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy, hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: Ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi người đi. Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Si-ôn, ấy là thành David. Trong ngày đó, David nói rằng: Phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: Kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn đặt tên là thành David, người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh, và Jehovah là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram, vua thành Tyre, sai sứ đến David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá, đặng xây cất một cái đền cho David. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Jehovah đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. Sau khi David từ Hebron đến, thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem, lại sinh thêm cho người những con trai, con gái khác. Này là tên các con trai sinh cho người tại thành Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Ziba, Elishua, Nefet, Yafia, Elishama, Eliyada và Eliphelet. Khi dân Philistin biết David đã chịu sức dầu làm vua Israel rồi, thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philistin đi đến bủa ra trong trũng Rephaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải lên đánh dân Philistin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: Hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philistin vào tay ngươi. Vậy David kéo đến Ba Anh Pheraxim là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy. Bởi cớ đó, người đặt tên chỗ này là Ba Anh Pheraxim. Dân Philistin bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philistin trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp rằng: Ngươi chớ đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philistin. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistin từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe. Chương 6. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có và dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa,
tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa và Ahiyo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahiyo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy, David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Người ta đến nói cùng vua David rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-canh, con gái của Saul, dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó. Rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-canh, con gái của Saul, đến đón người mà nói rằng: hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-canh rằng: ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-canh, con gái Saul, không sinh con cho đến ngày nàng thác. Chương 7. Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng. Na-than thưa cùng vua rằng: hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: người há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết, từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới trại và nhà tạm. Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Israel
là kẻ ta dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng, cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương? Vậy, bây giờ, ngươi hãy nói cùng David kẻ tôi tớ ta như vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy. Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta, làm cho nó châm rễ tại đó, và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa, tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù nghịch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Saul, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Na-thang đến thuật lại cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao, nên Chúa lại nói về nhà của tôi tớ Chúa trong buổi lâu về sau? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loài người sao? David còn nói thêm được lời chi nữa? Ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tớ Chúa. Ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì, trên khắp thế gian, có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài? Hầu cho Chúa được danh lớn, nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì xứ của Ngài, mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ai Cập, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Vì Chúa đã lập dân Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời của dân đó. Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tớ Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi, và người ta nói rằng Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, chính Chúa đã phán lời hứa này cùng kẻ tôi tớ Chúa rằng ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tớ Chúa nói dạn gì mà cầu xin Chúa mấy lời này? Vậy bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà cái tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Chương 8. Sau điều đó,
David đánh bại dân Philistin, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo 2 giây để giết, rồi đo 1 giây để sống. Như vậy, dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. David cũng đánh Hadadeser, con trai của Rehob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrat. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syri ở Damasc đến tiếp trợ Hadadeser, vua Soba. David bèn giết chúng nó 22.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Damasc, xứ Syri. Dân Syri phục dịch David và nộp thuế. Hễ nơi nào David đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadeser mang mà gửi đến Jerusalem. Ở Bê-tách và Berotoi, hai thành của Hadadeser, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua Hamác hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadeser, bèn sai Joram, con trai mình, đến vua David đặng chào mừng và tặng khen người đã đánh bại Hadadeser, vì Hadadeser hằng đánh giặc cùng Thôi. Joram đem dâng những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Ammon, dân Philistin và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadadeser, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết 1.800.000 dân Edom trong trũng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự mình cách ngay thẳng và công bình. Joab, con trai Seruya, làm quan tổng binh. Josaphat, con trai Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai Ahitub, và Ahimelech, con trai Abiatha, làm thầy tế lễ, và Seraya làm ký lục. Benaya, con trai Jehoiada, làm quan trưởng dân Kerethit và dân Phelethit. Còn các con trai David làm tể tướng vua. Chương 9. Bây giờ David nói rằng: có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Vả, có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipba. Người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi: ngươi là Sipba chăng? Người thưa: phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng: chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Sipba thưa cùng vua rằng: còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng: người ở đâu? Sipba thưa rằng: người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba mà đòi người đến. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu Saul, đã đến bên David, thì sấp mình xuống đất và lại. David nói: ớ Mephibosheth. Người thưa: có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng: chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mephibosheth bèn lại mà nói rằng: kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Vua bèn gọi Sipba, tôi tớ của Saul, mà nói rằng: ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà người. Vậy ngươi
cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sinh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả, Siba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Siba thưa cùng vua rằng, kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn David như một con trai của vua vậy. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Siba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua. Người bị què hai chân. Chương 10. Sau việc ấy, vua dân Ammon băng và Hanun, con trai người, kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Ammon. Nhưng các quan trưởng của dân Ammon nói cùng Hanun, chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Vậy, Hanun bắt các tôi tớ của David, cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc ấy cùng David. Người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy mình bị David gớm ghét, bèn sai người đi chiêu mộ dân Syri ở Bet-Rehob và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Ma-a-ca với 1.000 người và 1.200.000 người ở xứ Tob. David hay được điều đó, liền sai Joab với các dõng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Dân Ammon kéo ra dàn trận tại nơi cửa thành, còn dân Syri ở Soba và ở Rehob, những người ở Tob và ở Ma-a-ca đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Joab thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn người lính trong đạo tinh binh Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syri, còn binh còn lại người trao cho Abishai em mình đặng bày trận đối cùng dân Ammon. Người nói cùng Abishai rằng, nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh, nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Hãy vững lòng bền chí đánh giặc cách can đảm, vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Đoạn, Joab với quân lính theo người đều đến gần giao chiến cùng dân Syri, chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ vì dân Ammon thấy dân Syri chạy trốn thì chúng cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai và vào trong thành. Joab lìa khỏi dân Ammon mà trở về Jerusalem. Dân Syri thấy mình bị dân Israel đánh bại, bèn nhóm hiệp lại. Hadarese sai chiêu dân Syri ở bên kia sông. Chúng nó đến Helam, có Sô-bác làm tổng binh của Hadarese quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại hết thảy Israel, đi ngang qua Giô-đanh, kéo đến Helam. Dân Syri dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người, nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và 40 lính kỵ. Người cũng giết Sô-bác, tổng binh của chúng nó, và nó chết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarese thấy mình bị Israel đánh bại thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syri không còn dám giúp dân Ammon nữa. Chương 11. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem.
Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bát-sê-ba, con trai của Eliam, vợ của Uri người Hê-tít. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng: tôi có thai. David bèn truyền lệnh cho Gioáp rằng: hãy sai Uri người Hê-tít đến cùng ta. Vậy Gioáp sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Gioáp và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Đoạn vua nói cùng Uri rằng: hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho David và nói rằng Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng: chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi? Uri thưa cùng David rằng: hòm giao ước, Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Gioáp là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đang hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng tôi chẳng biết làm một sự như vậy. David nói cùng Uri rằng: hãy còn ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người say. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Gioáp và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người để người bị đánh và chết đi. Vậy khi Gioáp vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Gioáp, có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri người Hê-tít cũng chết. Gioáp bèn sai sứ giả đến cùng David đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến. Và người truyền lệnh cho sứ giả rằng: khi ngươi đã thuật xong cho vua mọi điều đã xảy ra nơi chiến trận, nếu vua nổi giận nói cùng ngươi rằng: cớ sao các ngươi đi tới gần quá đặng hãm thành vậy? Các ngươi há chẳng biết rằng người ta ở trên chót vách thành bắn tên xuống sao? Xưa ai giết Abimelech con trai của Jerub-Beshet? Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tê-bết sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy? Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng Uri kẻ tôi tớ vua người Hê-tít cũng chết nữa. Như vậy sứ giả đi. Khi người đến nơi, thuật cho David biết mọi điều Gioáp đã dặn người. Sứ giả tâu cùng David rằng: ban đầu những quân đó mạnh hơn chúng tôi, kéo ra đến ngoài đồng, nhưng chúng tôi đánh đuổi chúng nó đến cửa thành. Các lính cầm cung ở trên vách thành có bắn những tôi tớ vua, có vài người bị chết. Uri người Hê-tít là tôi tớ vua cũng chết nữa. David đáp cùng sứ giả rằng: ngươi hãy nói cùng Gioáp, chớ lấy làm cực lòng quá về điều đó. Gươm khi giết kẻ này, khi giết kẻ khác, hãy ráng sức hãm thành và hủy diệt nó đi. Còn ngươi hãy giục người vững lòng bền chí. Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung. Nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Chương 12. Đức Giê-hô-va sai Na-thang đến cùng David. Vậy Na-thang đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo
nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc, không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Nathan rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bây giờ Nathan nói cùng David rằng: Vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sao-lơ, ta cũng ban cho người nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Ammon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Nathan rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đáp cùng David rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đoạn Nathan trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn. Đoạn người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Các trưởng lão trong nhà trỗi dậy đứng chung quanh người đặng đỡ người lên khỏi đất, nhưng người không khứng và chẳng ăn với họ. Ngày thứ 7, đứa trẻ chết. Các tôi tớ của David ngại cho người biết đứa trẻ đã chết, vì họ nói rằng: Lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi. Vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro. Nhưng David thấy những tôi tớ nói nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đã chết, nên hỏi rằng: Có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa: Phải, đã chết rồi. Bây giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại. Đoạn người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình và người ăn. Các tôi tớ hỏi người rằng: Vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ này còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó, và bây giờ nó đã chết, vua chờ dậy và ăn. Vua đáp: Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: Nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David an ủi Bát-sê-ba vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn và hãm lấy đế đô. Người sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng: Tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạng dưới rồi. Bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó.
kẻo tôi hãm lấy nó, thì công đó về tôi chăng? Vậy, vua David nhóm hiệp cả dân sự, kéo đến đánh Rabba, vây và hãm lấy nó. Người lột cái mão triều thiên của vua dân Ammon đội trên đầu. Mão đó cân nặng 1 ta lân vàng, có trang sức những bửu thạch. David đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thành mà đem đi. Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch. Người cũng đãi hết thảy thành của dân Ammon như vậy. Đoạn, David và cả dân sự đều trở về Jerusalem. Chương 13. Kế sau ấy, xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama em gái mình, đến đổi thành bệnh. Vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Vả, Amnon có một bạn hữu tên là Jonadab, con trai của Shimea, là anh David. Người này rất quỷ quyệt. Jonadab nói cùng Amnon rằng: Hỡi vương tử, nhân sao một ngày một hao mòn như vậy? Vương tử sẽ thú thật với tôi chăng? Amnon đáp: Ta thương Tama, em gái của Absalom, là em trai ta. Jonadab nói cùng người rằng: Vương tử hãy nằm trên giường làm bộ đau, rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói rằng: Con xin cha cho Tama, em gái con, đến cho con ăn. Nó sẽ dọn món ăn trước mặt con. Con sẽ thấy nó làm và sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay nó. Vậy Amnon nằm làm bộ đau. Vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng: Con xin cha cho Tama đến đây làm 2 cái bánh nhỏ tại trước mắt con. Con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama, bảo nàng rằng: Hãy đi đến nhà Amnon, anh con, và làm món chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đang nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống và truốc bánh ra trong mâm. Nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng: Hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bấy giờ, Amnon nói cùng Tama rằng: Hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon anh mình ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn, nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: Em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp với người rằng: Không được anh, chớ làm nhục tôi, vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh này, tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn, vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không khứng nghe nàng, và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng. Rồi đó Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến đổi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Amnon nói cùng nàng rằng: Hãy đứng dậy đi đi. Nàng đáp: Chớ đuổi tôi đi, mà làm cho tôi một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đã làm rồi. Nhưng người không khứng nghe nàng, bèn gọi một đứa trẻ hầu hạ mà biểu rằng: Hãy đuổi đàn bà này ra khỏi trước mặt ta, rồi đóng cửa khóa chốt lại. Vả, nàng mặc một cái áo trong dài, vì các công chúa đều mặc áo như thế đang khi còn đồng trinh. Vậy, tôi tớ của Amnon đuổi nàng ra và đóng cửa lại. Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, xé áo dài và bưng tay trên đầu, vừa đi vừa cất tiếng la. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng: Có phải Amnon, anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em, hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy, Tama ở riêng ra nơi nhà Absalom anh nàng.
Vua David hay được các điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. Cách 2 năm sau, đang lúc Absalom hớt lông chiên mình tại Ba Anh Hát So gần Ephraim, người mời hết thảy các vương tử. Absalom đến cùng vua mà thưa rằng: kẻ tôi tớ vua có những thợ hớt lông chiên nơi nhà, vậy xin vua cùng quần thần của vua đến nhà kẻ tôi tớ vua. Nhưng vua đáp cùng Absalom rằng: không được con, hết thảy chúng ta không đi đến nhà con, vì sẽ làm tổn phí cho con. Mặc dầu Absalom cố nài, David không chịu đi đến đó, nhưng David chúc phước cho người. Absalom bèn nói rằng: nếu vua không đến, xin cho phép Amnon anh tôi đến cùng chúng tôi. Vua đáp: cớ sao nó sẽ đi đến cùng con? Nhưng Absalom cố nài, đến đổi vua để cho Amnon và hết thảy vương tử đi với người. Vả, Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: hãy ý tứ, xem khi lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi. Ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó, khá can đảm, tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ các vương tử đứng dậy, cởi lừa và chạy trốn. Đang khi các vương tử ở dọc đường, có tiếng thấu đến vua David rằng Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. Vua đứng dậy, xé áo mình và nằm dưới đất. Hết thảy tôi tớ người đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai Shimea là anh David, cất tiếng nói rằng: xin chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý làm từ ngày Amnon gian hiếp Tama, em gái của người. Ấy vậy xin vua chúa tôi chớ tưởng rằng hết thảy vương tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết đó thôi. Absalom đã chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường Tây về phía núi. Jonadab tâu cùng vua rằng: tôi thấy các vương tử đến. Việc đã xảy ra y như tôi tớ vua đã nói. Người nói vừa dứt thì thấy các vương tử đến, họ đều cất tiếng lên khóc. Vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lụy. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai Amihud, vua xứ Geshur. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Geshur 3 năm. Đoạn, vua David bỏ không đuổi theo Absalom nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Amnon. Chương 14. Bây giờ, Joab con trai của Seruya thấy lòng vua hướng về Absalom, thì sai đi tìm tại Thecoa một người đàn bà khôn khéo mà dặn nàng rằng: hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ sức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết. Đoạn, hãy vào đền vua, tâu cùng vua theo cách này. Joab bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói. Vậy, người đàn bà ở Thecoa đi đến cùng vua, sấp mình xuống đất mà lại rồi tâu rằng: lại vua, xin hãy cứu tôi. Vua nói: ngươi muốn chi? Nàng thưa rằng: hỡi ôi, tôi quá bụa, chồng tôi đã chết. Kẻ đòi vua vốn có 2 con trai. Chúng nó đã đánh lộn với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can ra nên đứa này đánh đứa kia chết. Vì đó, cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua và nói rằng: hãy nộp cho chúng ta kẻ đã giết em mình. Chúng ta muốn giết nó để báo thù em nó mà nó đã giết, và mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ diệt nó. Vậy chúng toan tắt đóm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh hoặc dòng dõi gì trên mặt đất. Vua nói cùng người đàn bà rằng: hãy trở về nhà ngươi,
ta sẽ truyền lệnh về việc ngươi. Người đàn bà Thêcôa thưa cùng vua rằng: Lạy vua chúa tôi, nguyện lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến. Vua tiếp: Nếu có ai hăm dọa ngươi nữa, hãy dẫn nó đến ta, nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi đâu nữa. Nàng tiếp rằng: Tôi cầu xin vua hãy chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm chứng rằng kẻ báo thù huyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn và giết con trai tôi. Vua đáp: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi. Người đàn bà lại tiếp: Xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa. Vua đáp: Hãy nói. Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi về đứa con trai mà vua đã đày đi. Vì rốt lại chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế đặng không đẩy kẻ bị đày cách xa Ngài. Bây giờ nếu tôi đến tâu cùng vua chúa tôi, ấy vì dân sự làm cho tôi run sợ. Con đòi vua có nghĩ rằng mình phải tâu cùng vua, có lẽ vua sẽ làm điều con đòi vua cầu xin. Phải, vua sẽ nghe con đòi vua mà giải cứu nó khỏi tay kẻ muốn diệt chúng tôi, là tôi và con trai tôi, khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy con đòi vua đã nghĩ rằng chớ chi lời của vua chúa tôi ban cho chúng tôi sự an nghỉ, vì vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu sự lành và sự dữ. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua. Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng: Chớ giấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi. Người đàn bà thưa rằng: Xin vua chúa tôi hãy hỏi. Vua hỏi: Có phải Giô-áp đã đặt tay vào mọi điều đó chăng? Người đàn bà thưa rằng: Vua chúa tôi ơi, tôi chỉ mạng sống của vua mà thề, người ta không thể xít qua bên hữu hoặc bên tả đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Giô-áp tôi tớ của vua đã truyền lệnh cho tôi và để các lời này trong miệng con đòi vua. Giô-áp tôi tớ của vua đã làm như vậy để làm cho việc này thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất. Vua bèn nói cùng Giô-áp rằng: Vậy vì ngươi đã làm việc này, hãy đi đòi gã trai trẻ Absalom trở về. Giô-áp sấp mình xuống đất lại và chúc phước cho vua mà rằng: Vua chúa tôi ơi, ngày nay tôi tớ vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua, vì vua đã làm điều tôi tớ vua đã cầu xin ngài. Giô-áp bèn trỗi dậy đi đến Geshur, đem Absalom về Jerusalem. Vua bèn nói rằng: Nó phải ruốt ở trong nhà nó, chớ ra mắt trước mặt ta. Ấy vậy, Absalom ruốt ở trong nhà mình, không ra mắt vua. Vả, trong cả Israel, chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Mỗi năm, người hớt tóc mình vì nặng làm cho người bất tiện, thì tóc người cân được 200 siếc lơ theo cân của vua. Absalom sinh 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là người nữ rất lịch sự. Absalom ở tại Jerusalem trọn 2 năm không ra mắt vua. Kế đó, Absalom đòi Giô-áp đặng sai người đi đến cùng vua, nhưng Giô-áp không chịu đến gần người. Absalom đòi người lại một lần thứ nhì, song Giô-áp lại từ chối không muốn đến. Absalom bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy xem ruộng của Giô-áp là ruộng lúa mạch kia, ở gần bên ruộng ta. Hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Absalom bèn châm lửa vào ruộng đó. Bây giờ Giô-áp đứng dậy đến cùng Absalom trong nhà người mà nói rằng: Cớ sao các tôi tớ ngươi có châm lửa vào ruộng ta? Absalom nói với người rằng: Hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua đặng nói rằng: Tôi đã ở Geshur trở về làm chi? Thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ
tôi muốn ra mắt vua. Ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi. Vậy Gioab đi đến vua, thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Absalom đến. Người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Absalom. Chương 15. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy hỏi rằng: người ở thành nào? Nếu họ đáp: tôi tớ ông thuộc về chi phái kia của Israel, thì Absalom tiếp rằng: sự tình của ngươi thật phải và công bình, nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. Đoạn Absalom tiếp rằng: ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ. Phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần đặng lại người, Absalom giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua đặng cầu đoán xét, và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Cuối 4 năm, Absalom nói cùng vua rằng: xin cho phép con đi đến Hebron đặng trả xong sự hứa nguyện mà tôi đã khấn với Đức Giê-hô-va. Vì lúc tôi tớ vua ở tại Ghê-su-rơ trong Syri có khấn lời nguyện này: nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem thì tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vua đáp cùng người rằng: hãy đi bình an. Vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Absalom sai những kẻ do thám rao lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng: thoạt khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói: Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi với người cách thật thà, chẳng nghi ngại chi hết. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở Gilo, bản thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng: hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta và dùng gươm diệt thành. Các tôi tớ của vua thưa rằng: phàm việc gì vua chúa chúng tôi nhất định thì các tôi tớ vua sẽ sẵn làm theo. Vậy vua ra đi, có cả nhà người cùng theo, nhưng vua để lại 10 người cung phi đặng giữ đền. Thế thì vua đi ra, có cả dân sự theo sau. Chúng dừng lại tại nhà ở cuối chót thành. Hết thảy tôi tớ của vua và cả người Kerethit, người Phê-lê-thít đều đi ở bên vua, còn người Ghi-tít, số 600 người ở gác đến theo vua, đều đi đằng trước. Vua bèn nói cùng Y-tai, người Ghi-tít rằng: cớ sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta? Hãy trở lại ở với vua, bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi. Ngươi mới đến hôm qua, và hôm nay ta há sẽ cho ngươi lạc loài đây đó với chúng ta sao? Còn ta đi đâu không rõ. Vậy hãy trở về và dẫn các anh em ngươi theo ngươi, nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi. Nhưng Y-tai thưa cùng vua rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của vua chúa tôi mà thề. Hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tớ vua cũng sẽ ở đó. Vua David bèn nói với Y-tai rằng: vậy hãy đến đi trước. Thế thì Y-tai, người Ghi-tít, cùng hết thảy con trẻ theo mình và cả bọn người đều đi tới trước. Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn tiếng lên trong khi cả đám đông này đi qua. Vua qua khe Xết-rôn và cả dân sự đều xơm tới trên con đường về đồng vắng. Ở đó cũng có Sa-đốc và hết thảy người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ để hòm của Đức Chúa Trời xuống đất, rồi A-bi-a-tha đi lên trước cho đến khi hết thảy dân sự đã ra khỏi thành xong rồi. Vua bèn nói cùng Sa-đốc rằng:
hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt. Vua lại nói cùng thầy tế lễ Sa-đốc rằng, này nghe, hãy trở về thành bình an với A-bi-tha, A-hi-mác và Jonathan là hai con trai ngươi. Còn ta sẽ đợi tại trong đồng bằng của sa mạc cho đến khi có kẻ bởi các ngươi đem tin báo cho ta. Ấy vậy, Sa-đốc và A-bi-tha thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về Jerusalem và họ ở lại tại đó. David trèo lên núi Olive, người vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Người ta bèn đến nói cùng David rằng, Ahitophe cũng hiệp đảng phản nghịch với Absalom. David cầu rằng, ôi Đức Giê-hô-va, xin làm cho những mưu trước của Ahitophe ra ngu dại. Khi David đã đi đến chót núi, tại nơi người ta thờ lại Đức Chúa Trời, thì Hushai, người Akit, đến đón người, áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói cùng người rằng, nếu ngươi đến cùng ta, tất ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói cùng Absalom rằng, ôi vua, tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước, tôi đã phục sự vua cha thế nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy. Vậy, ngươi sẽ vì ta làm bại mưu trước của Ahitophe. Hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha sẽ đồng cùng ngươi. Phàm việc chi ngươi hay được về nhà vua, ngươi phải thuật cho hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha biết. Hai người có hai đứa con trai theo mình là A-hi-mác, con trai của Sa-đốc, và Jonathan, con trai của A-bi-tha. Các ngươi phải dùng chúng nó để báo tin cho ta mọi điều mình sẽ nghe thấy. Vậy Hushai, bạn hữu của David, trở về thành đang khi Absalom vào trong Jerusalem. Chương 16. David vừa trèo qua khỏi chót núi thì Sibba, tôi tớ của Mephiboset, đến đón vua với hai con lừa mang bành chở 200 ổ bánh, 100 cái bánh nhỏ bằng trái nho, 100 cái bánh nhỏ bằng trái vả và một bầu rượu nho. Vua hỏi Sibba rằng, ngươi có ý dùng điều đó làm chi? Sibba thưa rằng, hai con lừa dùng làm vật cưỡi cho nhà vua, bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống. Vua hỏi, vậy con trai của chủ ngươi ở đâu? Sibba thưa, người ở lại Jerusalem vì nói rằng, ngày nay nhà Israel sẽ trả nước của cha ta lại cho ta. Vua bèn nói cùng Sibba rằng, thế thì mọi vật thuộc về Mephiboset đều nên của ngươi. Sibba tiếp, này tôi phục dưới chân vua. Vua ơi, ước gì tôi được ơn trước mặt vua chúa tôi. Vua David vừa đến Bahurim, thấy ở đó đi ra một người về dòng dõi nhà Saul, tên là Shimei, con trai của Gera. Người vừa đi tới vừa rủa sả, ném đá vào David và các tôi tớ của vua. Cả dân sự và các dõng sĩ đều vây phủ vua bên hữu và bên tả. Shimei rủa sả David như lời này: ớ người huyết, người gian tà kia, hãy đi nè, hãy đi nè. Ngươi đã tự làm vua thay vì Saul, nên bây giờ Đức Giê-hô-va khiến những huyết của nhà người đổ lại trên ngươi. Ngài sẽ phó nước vào tay Absalom, con trai ngươi. Và kìa, chính ngươi bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một người huyết. Bây giờ Abishai, con trai của Seruya, tâu với vua rằng, cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó. Nhưng vua đáp rằng, hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ gì với các ngươi? Hãy để Shimei rủa sả. Ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người rằng, hãy rủa sả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng, cớ sao ngươi dám làm như vậy? Đoạn David nói với Abishai và các tôi tớ mình rằng, kìa, con ruột ta là kẻ do lòng ta sinh ra, còn muốn hại mạng sống ta thay, phương chi người Benjamin này. Hãy để cho nó làm, để nó rủa sả, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn nó làm vậy.
có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ đoái xem sự hoạn nạn ta, lấy phước trả lại thế cho sự rủa sả mà ta bị ngày nay. David và các tôi tớ người cứ đi, còn Shimei đi theo hông núi đối ngang David. Người vừa đi vừa rủa sả David, ném đá người và hất bụi lên. Như vậy, vua và cả dân chúng theo vua đều mệt nhọc, đi đến một nơi và nghỉ khỏe tại đó. Absalom và hết thảy người Israel đều đã vào Jerusalem rồi, và Ahitophe theo người. Khi Hushai, người Akit, bạn hữu của David, đến bên Absalom thì nói rằng: "Vua vạn tuế, vua vạn tuế." Absalom nói với Hushai rằng: "Ấy có phải là sự nhân từ mà người dùng đãi bạn ngươi ư? Sao ngươi không đi theo bạn ngươi?" Hushai đáp cùng Absalom rằng: "Không, tôi sẽ thuộc về ai là người được Đức Giê-hô-va lựa chọn, được dân sự này và cả dân Israel lựa chọn. Tôi sẽ ở cùng người đó. Vả lại, ai là người tôi sẽ phục sự? Há chẳng phải con trai của vua ư? Tôi sẽ làm tôi tớ ông như đã làm tôi tớ của thân phụ ông vậy." Absalom bèn nói cùng Ahitophe rằng: "Hai ngươi hãy mưu cùng nhau đặng định điều chúng ta phải làm." Ahitophe đáp cùng Absalom rằng: "Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn." Vậy, người ta che cho Absalom một cái trại ở trên sân nóc đền. Rồi trước mặt cả Israel, Absalom đi đến cùng các cung phi của cha mình. Vả, trong lúc đó, người ta coi mưu của Ahitophe như lời phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị các mưu của Ahitophe hoặc đối cùng David hoặc đối cùng Absalom đều là như vậy. Chương 17. Ahitophe lại nói cùng Absalom rằng: "Xin cho phép tôi chọn 12.000 quân. Tôi sẽ kéo ra đuổi theo David nội đêm nay. Tôi sẽ xông vào người trong lúc người mệt mỏi ngã lòng và làm cho người kinh khiếp. Cả dân chúng đi theo người sẽ chạy trốn, và tôi sẽ giết một mình vua. Như vậy, tôi sẽ dẫn cả dân chúng trở về cùng ông, vì sự chết của một mình người mà ông vẫn đuổi theo đó sẽ khiến cho mọi người trở về. Vậy, cả dân chúng sẽ được bình yên." Absalom và các trưởng lão Israel đều nhận lời ấy là phải. Song Absalom nói rằng: "Hãy mời Hushai người Akit đến để chúng ta cũng nghe lời người bàn nữa." Hushai đã vào trong đền Absalom thì Absalom nói cùng người rằng: "Ahitophe đã nói lời như vậy, chúng ta có nên làm theo lời người đã bàn hay chăng?" Hushai bèn đáp cùng Absalom rằng: "Lần này lời bàn của Ahitophe không được tốt lành. Người tiếp rằng: vua đã biết vua cha và các người của vua cha là những dõng sĩ có lòng nóng giận khác nào gấu cái trên rừng bị người ta bắt con nó. Lại nữa, vua cha là một người thạo việc chiến trận, chắc chẳng ở đêm cùng đạo binh đâu. Quả lúc này người ẩn trong một hang hố nào hay là trong chỗ nào khác. Nếu khởi tiên chúng ta bị thua, hết thảy những kẻ nghe sẽ nói rằng phe của Absalom đã bị thua. Bây giờ kẻ mạnh bạo hơn hết, dầu có lòng như sư tử cũng phải nát gan, vì cả Israel biết rằng vua cha là một tay anh hùng và những kẻ theo người đều là can đảm. Nên tôi bàn rằng, thà hết thảy dân Israel từ Đan cho đến Beersheba hiệp lại chung quanh ông đông như cát trên bờ biển thì hơn. Ông sẽ thân hành ra trận. Vô luận người ở chỗ nào, chúng ta sẽ xông đến người, đáp trên người như sương sa trên đất, rồi người và kẻ theo người cũng không thể thoát khỏi được. Nếu người ẩn mình trong thành nào, cả Israel tất sẽ lấy dây vòng chung quanh thành đó, rồi kéo thành đó xuống đáy khe, đến nỗi người ta không thấy một cục đá nào còn lại." Bây giờ, Absalom và cả dân Israel đều nói rằng: "Mưu của Hushai người Akit hay hơn mưu của Ahitophe." Vả, Đức Giê-hô-va đã định làm bại mưu khôn ngoan của Ahitophe, hầu giáng sự tai họa trên Absalom vậy. Bây giờ, Hushai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abi-tha rằng: "Ahitophe
có dâng mưu nọ mưu kia cho Absalom và cho các trưởng lão Israel, nhưng ta lại dâng mưu khác này. Vậy bây giờ, hãy mau mau báo tin cho David mà rằng, chớ ở đêm ngoài đồng bằng của sa mạc, hãy đi tới xa hơn, kẻo vua và các người đi theo phải bị tai vạ chăng. Jonathan và Ahimác đứng tại En-rô-gên, không dám vào trong thành, e người ta thấy. Một con đòi đến báo tin cho hai người phải báo lại cho vua David. Nhưng có một người trai trẻ thấy họ, bèn đến thuật cho Absalom hay. Hai người đã vội vã cùng đi và đến nhà có một người ở Bahurim. Trong sân người có một cái giếng, hai người bèn xuống đó. Vợ của người này lấy một cái mền trải trên miệng giếng, rồi trên đó người rải phơi lúa mạch cho người ta không nghi ngờ chi hết. Các tôi tớ của Absalom đến nhà người nữ này mà hỏi rằng, Ahimác và Jonathan ở đâu? Người nữ đáp rằng, hai người đã qua suối rồi. Vậy, họ đi theo tìm, song không gặp, bèn trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, Ahimác và Jonathan đi lên khỏi giếng, rồi đi báo tin này cho David rằng, hãy trỗi dậy, mau qua sông, vì Ahitophe đã bàn định mưu này nghịch cùng vua. David bèn trỗi dậy với cả dân theo người, rồi đi qua sông Giô-đanh. Vừa rạng đông, chẳng còn sót một người nào chưa qua sông. Ahitophe thấy người ta không theo mưu của mình, bèn thắng lừa trở về thành mình và vào trong nhà người. Sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi, thì tự thắt cổ mà chết. Người ta chôn người trong mộ của cha người. Đang lúc David đi đến Mahanaim, thì Absalom đi ngang qua sông Giô-đan, có cả đạo quân Israel đi theo. Absalom đã lập Amasa làm tổng binh thế cho Joab. Vả, Amasa là con trai của một người Israel tên là Gidra, xưa đã ăn ở cùng Abigan là con gái của Nahash, chị của Seruya, mẹ của Joab. Israel đóng trại với Absalom tại trong xứ Galaad. Khi David đã đến Mahanaim, thì Shobi, con trai Nahash, quê ở Rabba là thành của dân Ammon, với Maki, con trai Amien ở thành Lodeba, và Barzillai người Galaad ở thành Rogelim, đều đem cho David và cho cả dân theo người những giường, chén, chậu đất, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, phạn đậu và các thứ hột rang khác, mật ong, mỡ sữa, con chiên và bánh sữa bò, đặng cho David và đạo quân người ăn, vì chúng nói rằng dân sự đã đói khát và mệt nhọc trong đồng vắng. Chương 18. David điểm dân sự đi theo mình, rồi đặt ở trước đầu chúng những trưởng của ngàn người, trưởng của trăm người. Người chia dân ra làm ba toán, khiến Joab lãnh một toán, Abishai con của Seruya em của Joab lãnh một toán, còn Itai người Gát lãnh một toán. Đoạn vua nói cùng dân sự rằng, hẳn ta cũng sẽ đi ra với các ngươi. Nhưng dân sự thưa rằng, vua chớ đến, vì nếu chúng tôi chạy trốn, thù nghịch sẽ không lấy làm hệ trọng gì, và dẫu đến đổi phân nửa chúng tôi có chết đi thì chúng nó cũng không chú ý đến. Còn vua, vua bằng một vạn chúng tôi. Vậy thà vua ở trong thành trực sẵn tiếp cứu chúng tôi thì hơn. Vua tiếp rằng, ta sẽ làm điều chi các ngươi lấy làm phải. Vậy người đứng tại cửa thành, trong khi dân sự kéo đi từng toán trăm và ngàn. Vua truyền lệnh này cho Joab, Abishai và Itai mà rằng, hãy vì cớ ta dung cho Absalom trai trẻ. Cả dân đều nghe lời vua căn dặn cho các trưởng vì Absalom. Dân sự kéo ra đồng đón quân Israel giao chiến tại trong rừng Ephraim. Đạo quân Israel bị các tôi tớ của David đánh bại. Thật ấy là một trận thua lớn. Trong ngày đó chết mất 2 vạn người. Chiến tranh lan khắp miền, và trong ngày đó có nhiều người chết mất trong rừng hơn là chết ở dưới lưỡi gươm. Các tôi tớ của David gặp Absalom cởi một con la. Con la lủi vào dưới nhành xỏ rế của cây thông lớn. Đầu Absalom phải vướng trong nhành và người bị treo giữa khoảng trời đất. Còn con la chở người thì thoát đi khỏi. Có người thấy điều đó đến nói cùng Joab rằng, tôi đã thấy Absalom bị treo trên cây thông. Joab
đáp cùng người rằng: Chi, ngươi có thấy hắn ư? Vậy sao chẳng giết hắn tại chỗ đi? Nhược bằng có giết, ta sẵn lòng thưởng ngươi 10 miếng bạc và một cái đai lưng. Nhưng người ấy thưa rằng: Dẫu tôi nắm trong tay 1.000 miếng bạc, cũng chẳng dám tra tay vào vương tử, vì chúng tôi có nghe vua biểu dặn ông Abishai và Itai rằng: Khá giữ lấy, chớ đụng đến chàng Absalom trai trẻ. Vả lại, nếu tôi lấy lòng bất trung mà giết người, thì chẳng có thể nào giấu được vua. Chắc chính ông làm người cáo tôi. Joab đáp: Ta chẳng thèm nán ở đây mà nghe ngươi. Người bèn lấy 3 cây giáo đâm vào trái tim của Absalom đang còn sống ở giữa cây thông. Đoạn 10 kẻ trai trẻ vác binh khí của Joab vây quanh Absalom, đánh và giết người đi. Kế đó Joab thổi kèn, dân sự thôi đuổi theo quân Israel bởi vì Joab cản chúng. Người ta lấy thây Absalom ném vào trong một cái hố lớn ở giữa rừng, rồi chất đá lên trên người thành một đống lớn. Hết thảy mọi người Israel đều chạy trốn về trại mình. Absalom lúc còn sống có sai dựng một cái bia ở trong trũng vua, vì người nói rằng: Ta không có con trai đặng lưu danh ta. Rồi người lấy danh mình đặt cho cái bia đó. Đến ngày nay người ta hãy còn gọi là bia Absalom. Ahimác, con trai của Sa-đốc, nói cùng Joab rằng: Xin cho phép tôi chạy đem cho vua tin lành này rằng Đức Giê-hô-va đã xử công bình và giải cứu người khỏi kẻ thù nghịch mình. Joab đáp: Ngày nay ngươi sẽ chẳng làm kẻ đem tin lành, một ngày khác ngươi sẽ làm. Ngày nay cái tin chẳng được lành vì vương tử đã chết. Joab bèn nói cùng Cushi rằng: Hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy. Cushi lại Joab rồi chạy đi. Ahimác, con trai của Sa-đốc, lại nói cùng Joab rằng: Mặc dầu xảy đến điều chi, hãy để cho tôi chạy theo sau Cushi. Joab tiếp: Hỡi con, cớ sao con muốn chạy đi? Việc báo tin này sẽ chẳng thưởng gì cho con. Người thưa: Mặc dầu tôi muốn chạy đi. Joab nói cùng người rằng: Hãy chạy đi. Vậy Ahimác chạy qua đồng bằng và bương tới trước Cushi. David ngồi ở giữa hai cái cửa thành, còn quân canh trèo lên đỉnh lầu cửa thành, ở trên vách tường ngước mắt lên nhìn thấy có một người chạy ên. Quân canh la lên và tâu cho vua biết. Vua nói: Nếu hắn một mình chắc đem tin lành. Người chạy mãi và đi đến gần. Đoạn quân canh thấy một người khác cũng chạy, bèn la với người giữ cửa mà rằng: Kìa, lại có một người chạy ên. Vua nói: Hắn cũng đem tin lành. Quân canh tiếp: Thấy người chạy đầu giống dạng Ahimác, con trai của Sa-đốc. Vua nói: Ấy là một người tử tế, người chắc đem tin lành. Ahimác bèn kêu lên và tâu cùng vua rằng: Mọi sự may mắn. Rồi người sắp mình xuống trước mặt vua và tâu rằng: Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đã giải cứu vua khỏi những kẻ đã phản nghịch cùng vua chúa tôi. Nhưng vua hỏi rằng: Chàng Absalom trai trẻ được bình an vô hại chăng? Ahimác thưa rằng: Khi Joab sai kẻ tôi tới vua và chính tôi đi, thì tôi thấy có sự ồn ào dữ dội dấy lên, nhưng tôi chẳng biết là chi. Vua phán cùng người rằng: Hãy lui ra và đứng tại đó. Người bèn lui ra và chờ. Cushi bèn đến và tâu rằng: Này là một tin lành cho vua chúa tôi. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã xử công bình cho vua và giải cứu vua khỏi các kẻ dấy lên phản nghịch cùng vua. Vua nói cùng Cushi rằng: Chàng Absalom trai trẻ được bình an vô hại chăng? Cushi đáp: Nguyện các kẻ thù nghịch vua chúa tôi và hết thảy những người nào phản nghịch đặng hại vua bị đồng số phận với người trai trẻ ấy. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng: Ôi, Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta. Ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi, Absalom con trai ta, con trai ta. Chương 19. Người ta đến nói cùng Joab rằng:
kìa, vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy, chính trong ngày đó sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu cho cả dân sự, vì dân sự đã nghe nói rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành, dường như một đạo binh mắc cỡ vì đã trốn khỏi chiến trận. Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng: "Ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, con trai ta." Joab bèn vào nhà vua và nói rằng: "Ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, của các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua, vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rày tôi biết rõ ràng, nếu Absalom còn sống và chúng tôi ngày nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy đi ra nói những lời dục lòng các tôi tớ vua. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nếu vua không chường ra thì đêm nay sẽ không còn một người nào ở bên vua, và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngày nay. Bây giờ vua trỗi dậy ngồi tại cửa thành. Người ta cho cả dân sự biết rằng vua đã ngồi tại cửa thành. Cả dân sự bèn kéo đến trước mặt vua. Và Israel ai nấy đều đã chạy trốn nơi trại mình. Trong các chi phái Israel, người ta trách nhau rằng: "Vua đã giải chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch chúng ta, và người đã cứu chúng ta khỏi tay dân Philistin. Song bây giờ người phải trốn khỏi xứ vì cớ Absalom. Và Absalom mà chúng ta đã sức dầu cho làm vua chúng ta đã chết trong chiến trận. Vậy bây giờ nhân sao các ngươi không nói đem vua trở về?" Vua David sai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha rằng: "Hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng, lời cả Israel nói về việc rước vua về đã thấu đến nơi vua rồi. Vậy cớ sao các ngươi là kẻ sau chót đem vua về cung người? Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta, nhân sao các ngươi là kẻ sau chót đem vua về? Cũng hãy nói cùng Amasa rằng, ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Joab hằng ở trước mặt ta, thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề." Như vậy, David được lòng hết thảy người Giu-đa, dường như họ chỉ một người mà thôi. Họ bèn sai nói với vua rằng: "Xin vua hãy trở về với hết thảy tôi tớ vua." Vậy vua trở về đến tại bờ sông Giô-đanh. Các người Giu-đa đi đến đón vua tại Ginh-ganh, đặng đưa vua qua sông Giô-đanh. Shimei, con trai Gera, người Benjamin ở Bahurim, lật đật đi xuống với các người Giu-đa đón vua David. 1,000 người Benjamin đều theo người, với Sipba, tôi tớ của nhà Sauler, cùng 15 con trai người và 20 đầy tớ. Chúng qua sông Giô-đanh tại trước mặt vua. Chiếc đò để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Shimei, con trai của Gera, phục dưới chân vua David, trong khi vua hầu qua sông Giô-đanh. Người nói cùng vua rằng: "Cầu xin Chúa tôi chớ kể tội ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian tà mà kẻ tôi tớ vua đã phạm trong ngày vua Chúa tôi đi ra khỏi Jerusalem. Xin vua chớ để điều đó vào lòng. Kẻ tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Vì vậy ngày nay trong cả nhà Joseph, tôi đã đến trước hết đặng xuống đón vua Chúa tôi." Nhưng Abishai con trai Seruya đáp rằng: "Vậy người ta há không xử tử Shimei vì cớ đó sao, là kẻ đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va?" Nhưng David đáp cùng người rằng: "Hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ chi với các ngươi chăng, mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cừu địch? Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Israel ư? Ngày nay có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao?" Đoạn vua nói cùng Shimei rằng: "Ngươi chẳng chết đâu." Rồi vua lập lời thề với người. Mephibosheth, con trai của Sauler, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chân, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an vô sự. Khi người ở Jerusalem đến đón vua, thì David hỏi người rằng: "Hỡi Mephibosheth, sao ngươi không đến cùng ta?"
người thưa rằng: Ôi vua chúa tôi, thằng tôi tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng lừa, rồi cởi nó đặng đi theo vua, vì tôi tớ của vua là què. Người ta có cáo gian tôi ở nơi vua chúa tôi. Nhưng vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt, vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua chúa tôi chỉ đáng chết mà thôi. Dầu vậy, vua đã để tôi và số người ăn nơi bàn vua. Thế thì tôi nào còn lẽ gì mà phàn nàn cùng vua? Vua nói cùng người rằng: Sao còn nói về việc mình làm chi? Ta đã nói rằng ngươi và Síp-ba hãy chia lấy đất. Mephibosheth thưa lại rằng: Síp-ba lấy hết cũng được, bởi vì vua chúa tôi đã trở về nhà mình bình an vô sự. Bác-si-lai ở Gala-át cũng từ Rogelim xuống và qua sông Giô-đanh với vua, đặng đưa vua đến bên kia sông. Người đã già quá, được 80 tuổi, có cung cấp lương thực cho vua trọn lúc vua ở tại Mahanaim, vì người có nhiều của cải lắm. Vua nói với Bác-si-lai rằng: Hãy qua sông Giô-đanh với ta, ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nhà ta tại Jerusalem. Nhưng Bác-si-lai thưa cùng vua rằng: Bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem? Ngày nay tôi được 80 tuổi, há còn có thể phân biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống, há lại còn có thể vui nghe người nam nữ ca sướng sao? Kẻ tôi tớ vua sẽ làm bận vua chúa tôi mà làm chi? Kẻ tôi tớ vua sẽ cùng vua đi tới một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách giường ấy? Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kim-ham, kẻ tôi tớ vua, nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt. Vua tiếp rằng: Kim-ham sẽ theo ta, ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Hễ ngươi xin ta điều gì thì ta sẽ nhậm cho. Vậy cả dân sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa. Đoạn vua hôn và chúc phước cho Bác-si-lai, rồi Bác-si-lai trở về xứ sở mình. Từ đó vua đi qua Ginh-ganh, có Kim-ham, cả dân Giu-đa và hơn phân nửa dân Israel đều theo. Bây giờ hết thảy người Israel đến cùng vua mà hỏi rằng: Cớ sao anh em chúng tôi là người Giu-đa có lén đem vua đi đưa sang sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? Người Giu-đa đáp lại cùng người Israel rằng: Ấy vì vua là đồng tộc cùng chúng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ gì của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? Nhưng người Israel đáp cùng người Giu-đa rằng: Chúng ta có 10 phần nơi vua, lại David thuộc về chúng ta hơn là các ngươi. Vậy cớ sao các ngươi không đếm xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Giu-đa lại còn nặng hơn lời nói của người Israel. Chương 20. Tại đó có một người gian tà tên là Sê-ba, con trai của Biết-ri người Benjamin. Người thổi kèn lên và nói rằng: Chúng ta chẳng có phần nào cùng David, cũng chẳng can thiệp gì nơi con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình. Hết thảy dân Israel bèn phân rẽ David theo Sê-ba, con trai Biết-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung tín cùng vua mình, theo người từ Giô-đanh cho đến Giê-ru-sa-lem. Khi David trở về cung mình tại Giê-ru-sa-lem rồi, thì bắt 10 người cung phi vua đã để cho coi giữ đền mà cầm trong một nhà riêng, cấp lương thực cho chúng nó dùng, nhưng không đi đến cùng chúng nó. Chúng nó bị giam cầm ở quá cho đến ngày chết. Kế đó vua nói cùng Amasa rằng: Trong 3 ngày đây hãy nhóm hiệp cho ta những người Giu-đa, và chính ngươi cũng phải có mặt đây. Vậy Amasa đi đặng nhóm hiệp người Giu-đa, nhưng người chậm trễ quá hạn đã định. David bèn nói với Abishai rằng: Bây giờ Sê-ba, con trai Biết-ri, sẽ làm hại chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Vậy ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sê-ba,
kẻo nó choáng lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? Bây giờ, đạo binh Gioab, người Kirithit và người Phêlêthit với các kẻ dõng sĩ hơn hết đều đi theo Abishai. Họ đi ra khỏi thành Jerusalem đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Khi chúng đến gần bên hòn đá lớn của Gabaon, thì thấy Amasa đi đến. Gioab mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đuốc trong vỏ. Khi người xông tới, gươm bèn tuột ra. Gioab nói với Amasa rằng: "Hỡi anh mạnh chăng?" Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu Amasa đặng hôn người. Amasa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Gioab. Gioab đâm một mũi trong bụng, ruột Amasa đổ ra xuống đất. Người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì. Đoạn, Gioab và Abishai em người lại đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của Gioab đứng gần Amasa mà nói rằng: "Ai thương Gioab và thuộc về David, hãy theo Gioab." Song Amasa đẫm trong máu ở giữa đường. Khi đứa trẻ thấy hết thảy dân chúng đều dừng lại gần thây Amasa, thì xít thay người khỏi đường, đem đi trong một cánh đồng, đắp một cái áo choàng trên nó. Khi thây đã cất khỏi đường cái rồi, thì hết thảy dân chúng đều đi qua theo Gioab đặng đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Gioab đi khắp các chi phái Israel cho đến Aben Bethmaka, và hết thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy họ đến vây phủ Sheba trong Aben Bethmaka, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Gioab đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống. Bây giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng: "Các ngươi hãy nghe, xin hãy nói cùng Gioab lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người." Khi Gioab đã lại gần, người nữ hỏi rằng: "Ông có phải Gioab chăng?" Người đáp: "Phải, ta." Nàng tiếp: "Hãy nghe lời con đòi ông." Người đáp: "Ta nghe." Nàng bèn nói như lời này: "Thuở xưa, người ta có thói quen nói rằng: hãy đi hỏi ý dân Aben, rồi mới nên việc như thế. Trong Israel, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông lại muốn diệt một thành là chính đô của Israel sao? Nhân sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va?" Gioab đáp rằng: "Không, không phải vậy đâu. Ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy. Đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ephraim tên là Sheba, con trai của Bichri, đã phản nghịch cùng vua, tức là David. Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ giang ra khỏi thành." Người nữ nói cùng Gioab rằng: "Người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông." Vậy người nữ ấy đến trước mặt cả dân chúng và nói cho nghe lời ý luận khôn ngoan của nàng. Chúng chém đầu Sheba, con trai Bichri, rồi ném cho Gioab. Gioab bèn thổi kèn lên, đạo quân giang ra khỏi thành và tản đi. Ai nấy đều trở về nhà mình, còn Gioab trở về Jerusalem gần bên vua. Gioab tổng lãnh cả đạo binh của Israel. Benaya, con trai Jehoiada, làm đầu trưởng các người Kirithit và Phêlêthit. Adoram được bầu cử coi về thuế khóa. Josaphat, con trai Ahilud, làm thủ bộ. Sheya làm thư ký. Sadoc và Abitha làm thầy tế lễ. Còn Ira, người Giai-rơ, làm tể tướng thân mật của David. Chương 21. Về đời David, có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp cùng người rằng: "Sự này xảy đến vì cớ Saul và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Gabaon." Vua bèn truyền gọi dân Gabaon và nói chuyện với họ.
người Gabaon chẳng thuộc về dân sự Israel, nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit. Dân Israel có thề hứa tha thứ họ. Do vậy, Saul vì lòng sốt sắng về dân Israel và Juda đã tìm cách trừ diệt họ. Ấy vậy, David hỏi dân Gabaon rằng: Ta phải làm sao cho các ngươi, lấy vật gì mà chuộc tội, hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Dân Gabaon tâu cùng vua rằng: Chúng tôi đối cùng Saul và nhà người chẳng đòi bạc hay vàng. Chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong Israel. David tiếp: Vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng: Người ấy có diệt trừ chúng tôi, người có toan mưu làm cho chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel. Thế thì hãy phó cho chúng tôi 7 người trong những con trai người. Chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Saul là người được Đức Giê-hô-va chọn. Vua đáp: Ta sẽ phó chúng nó cho. David dung thứ Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Saul, vì cớ lời thề David và Jonathan, con trai của Saul, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua bắt Acmoni và Mephibosheth, hai con trai của Ritba, con gái của Aia, đã sinh cho Saul, và 5 con trai của Mikan, con gái Saul, đã sinh cho Acrien, con trai của Barzillai ở Mehola, mà giao cho dân Gabaon. Chúng treo họ lên trên núi tại trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 người ấy đều bị chết chung với nhau. Người ta giết họ nhằm mấy ngày đầu mùa gặt lúa mạch. Ritba, con gái Aia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây, và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần. Có người học lại cho David sự Ritba, con gái Aia, hầu của Saul đã làm. Vua bèn đi đến dân sự Gia-be trong xứ Gala-át, lấy hài cốt của Saul và của Jonathan, con trai Saul, mà dân ấy lấy trộm khỏi Bết-san, là nơi dân Philistin treo họ lên trong ngày chúng nó đánh bại Saul tại Gilboa. Vậy từ Gia-be, vua đem lại hài cốt của Saul và của Jonathan, con trai người. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, chôn nó với hài cốt của Saul và Jonathan, con trai người, trong mộ của Kích, cha của Saul, ở Sela, tại địa phận Benjamin. Người ta làm mọi điều y như vua đã dặn biểu. Về sau, Đức Chúa Trời mới đoái thương đến xứ. Dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philistin. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philistin. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ Ít-bi-benốt, con cháu của Rapha, có một cây lao nặng 300 siếc lơ đồng và đeo gươm mới, toàn đánh giết David. Nhưng Abishai, con trai Seruya, đến tiếp cứu vua, đánh người Philistin ấy và giết đi. Từ đó các thủ hạ của David nài xin người rằng: Vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Israel phải tắt chăng. Sau sự đó lại có một trận khác cùng dân Philistin tại Gót. Ở đó Sibekai người Husa giết Sáp là con cháu của Rapha. Tại Gót lại còn có một trận với dân Philistin nữa. Enchanan con trai Yaare Oregim ở Bethlehem đánh giết Goliath ở Gát. Người có một cây lao cán như ống trục của thợ dệt. Cũng xảy ra một trận tại Gát, là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rapha. Người có 6 ngón nơi hai bàn tay và 6 ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan con trai Shimea cháu David giết hắn đi. 4 người Philistin này đã sinh tại Gát về dòng dõi Rapha đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người. Chương 22. Khi Đức Giê-hô-va
đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Saul, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng khen ngợi, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã phủ bao tôi, luột gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền, Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền các tầng trời cũng lay chuyển, nó rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và từ miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực. Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi một cherubin và bay, Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng nước, những mây đen mịt chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài vang rân. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa sẽ tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi chừng kẻ kiêu căng, đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Đức Giê-hô-va ơi, thật Ngài làm ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chính đáng. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không xiêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ tiệt, đâm lũng chúng nó, không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận, và khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi.
Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ, tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát, dày đạp chúng nó giống như bùn ngoài đường. Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi. Vừa nghe nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Chương 23. Này là lời sau hết của David. Này lời của David con trai Isai, tức lời của người đã được nâng lên cao thay, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, hòn đá lớn của Israel đã phán cùng ta rằng: người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chóa lòa buổi sáng khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây. Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa. Nhà ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn, vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nảy nở ra. Trái lại, hết thảy kẻ hung ác đều giống như gai chông mà người ta liện ra xa, không thể lấy bằng tay được. Người ta phải dùng đồ bằng sắt hay là cán cây lao đặng nắm nó, rồi chính tại chỗ nó bị thiêu trong lửa. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David: Joseph Ba-sê-bết, người tách kê môn, làm đầu lính thị vệ của vua. Ấy là người quơ giáo mình cự lại 800 người và giết đi trong một lúc gặp. Sau người ấy có Eleasa, con trai của Dodo, cháu của Akohi, là một trong ba người mạnh bạo đã cùng David thách dân Philippines hiệp lại đặng chiến trận. Khi dân Israel rút đi, thì Eleasa trỗi dậy đánh dân Philippines cho đến khi tay người tê dính cứng lại nơi gươm người. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Chúng chỉ theo sau Eleasa đặng cướp bóc kẻ thù nghịch đó thôi. Sau người ấy có Sama, con trai Age, người Hara. Dân Philippines đã hiệp lại thành đoàn lũ. Ở đó có một đồng gieo đầy đậu và dân sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dân Philippines. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Philippines. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trong vòng 30 quan tướng, có 3 người đi xuống nhằm lúc đầu mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adulam, trong khi một cơ quân Philippines đóng trại tại trũng Rephaim. Bây giờ, David ở trong đồn, và ở tại Bethlehem có một đạo binh hờ của dân Philippines. David ao ước rằng, chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Bây giờ, có 3 người quan tướng đầy lòng gan dạ xông ngang qua trại quân Philippines, múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem, rồi đem về dâng cho David. Nhưng
người từ chối không uống, bèn rải nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, tôi hẳn không uống đâu. Nước này khác nào huyết của ba người này, liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy người không chịu uống. Đó là sự của ba người tướng mạnh bạo ấy đã làm. Abishai, em Joab, con trai của Seruya, làm tướng của ba người dõng sĩ, dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong ba người dõng sĩ ấy. Trong cả ba, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ. Dầu vậy, người không bằng ba người kia. Lại có Benaya ở Cáp-sê-ên, con trai của Jehoiada, là một người mạnh bạo, nổi tiếng vì các công lớn của mình. Người đã giết hai người Mô-áp mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày tuyết kia, ấy cũng người này đi xuống một cái hầm chứa nước có con sư tử và giết nó đi. Lại, người cũng đánh giết một người Ê-díp-tô có bộ tướng đáng sợ hãi. Người Ê-díp-tô cầm nơi tay một cây giáo, còn Benaya cầm một cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi tay người Ê-díp-tô rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi. Đó là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm. Người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn 30 người, Benaya có danh tiếng hơn, song không bằng ba người trước. David nhận người vào trong bàn mật nghị mình. Asahel, em Joab, là một người thuộc trong ba người dõng sĩ kia. Cũng có Elkanan, con trai của Dodo ở Bethlehem. Lại có Shama ở Harod, Elika ở Harod, Helet ở Phelet, Ira, con trai của Ike ở Teco, Abiese ở Anatot, Mebonai ở Husa, Sanmon ở Ahoa, Maharai ở Netopha, Helep, con trai của Baana ở Netopha, Itai, con trai của Ribai ở Gibea, thành của dân Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hidai ở Nahalegaet, Abi Anbon ở Araba, Atmavet ở Bạc Cung, Eliaba ở Sabon, các con trai của Yashen, Jonathan, Shama ở Hara, Akiam con trai của Sara, người Ararit, Eliphelet, con trai của Akakbai, con trai của một người Makathit, Eliam, con trai của Ahitophe ở Gilo, Hetrai ở Cạc-mên, Pharai ở Arab, Yigan, con trai của Nathan ở Soba, Bani ở Gadi, Selet người Ammon, Naharai ở Beeroth là kẻ vác binh khí cho Joab, con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb ở Yethe, Uri người Hetit, cộng là 37 người. Chương 24. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Israel và Giu-đa. Vua bèn nói với Joab là quan tổng binh ở gần người mà rằng: Hãy đi khắp các chi phái Israel, từ Đan cho đến Be-e-sê-ba, tu bộ dân sự, để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Joab đáp cùng vua rằng: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Do vậy mặt lòng, lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Joab và các quan tướng. Vậy, Joab và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, chúng hạ trại tại Aroe về phía hữu thành ở giữa trũng gác, rồi hạ trại tại Gia-ê-xe. Từ đó, họ đi vào trong xứ Gala-át về hướng xứ thấp của Húc-si. Kế đó, họ đến Đan-gia-an và miền chung quanh Sidon. Họ cũng đi đến thành lũy xứ Tyre, vào các thành dân Hê-vít và dân Canaan, rồi họ giáp đến Be-e-sê-ba tại miền nam Giu-đa. Như vậy, họ đi khắp xứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Joab bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự. Trong Israel
có 800.000 người lính chiến có tài cầm gươm được, và trong Giu-đa 500.000 người. Sau khi tu bổ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi làm như vậy thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi kẻ tôi tớ ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá." Sáng ngày mai, khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác là người tiên kiến của David rằng: "Hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta có ba điều định cho ngươi, trong ba điều đó hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." Gác đi đến cùng David, thuật các lời đó cho người mà rằng: "Vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc trong 3 tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày dịch hạch trong nước vua. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi." David bèn đáp cùng Gác rằng: "Sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta." Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ ngài đã nhất định. Trong dân sự từ Đan đến Be-e-sê-ba chết 7 vạn người. Thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó. Song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại." Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu-sít. David thấy thiên sứ hành hại dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: "Ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi." Ngày đó Gác đến tìm David và nói rằng: "Hãy đi lên lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu-sít." Vậy David theo lời của Gác đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. A-rau-na ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn A-rau-na nói: "Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua?" David đáp: "Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng tai họa hành hại dân sự." A-rau-na tâu với David rằng: "Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này, những bò dùng làm của lễ thiêu, cổ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua, mọi điều đó A-rau-na xin dâng cho vua." A-rau-na tiếp: "Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua." Vua đáp cùng A-rau-na rằng: "Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi." Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siếc lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.